Trung tâm điện tử Hạnh Phương xin trân trọng gửi lời chào tới tất cả các bác. Ngày hôm nay thì Đài Phương Súp lại tiếp tục lên sóng và giới thiệu với các bác về những cái mẫu súp đẳng cấp của Mỹ. Những anh em nào thích chơi những dòng súp chuyên sâu, cao cấp và có khả năng đầu tư thì chúng ta chơi những dòng súp điện của Mỹ này thì miễn bàn luôn các bác. Bởi vì là với những cái dòng súp thông thường thì chúng ta thấy rằng là nếu súp Trung Quốc thì tiếng bát của nó không chắc, không sâu và không nảy như súp Mỹ được. Cái thứ hai là nếu các bác chơi súp hơi thì nó cũng có một cái ưu điểm, đó là đánh tiếng khỏe, mạnh. Nhưng mà đôi khi chúng ta thấy rằng là nó lại có một cái hạn chế là gì? Là cái tiếng bát của nó không được như ý, với lý do là các anh em khi mà cài đặt vang, chúng ta chưa cân chỉnh được sự đồng pha cũng như là cắt cái giải tần nó phù hợp với cái súp mà chúng ta mua. Cho nên là tiếng bát nó chưa được hay. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có thể có một phương án là chúng ta chơi đẩy crowd, chơi âm ly hoặc chơi đẩy hai kênh. Chúng ta muốn đánh súp hay, chất thì mời các bác hãy cùng tham khảo về mã súp của Mỹ này. Và tại sao anh Phương khuyên các bác là nếu là các bác mà có điều kiện, có tiền mà muốn chơi súp hay thì chơi súp Mỹ, thì các bác sẽ có lý do ở trong video này các bác nhé. Đầu tiên anh Phương sẽ giới thiệu với các bác về cái mẫu súp thứ nhất, đó là mẫu súp JBL118SP. Đây là dòng súp thiết kế với bát 50 từ 17 côn 76 và là một trong những cái mẫu súp mà cho tiếng bát rất là mềm. Nó giống như kiểu cái con súp 118 ấy các bạn, nhưng nó là súp điện. Đấy. Con này thì mới cóng cọ luôn các bạn. Các bạn nhìn súp điện nhà em, súp Mỹ này. Gần như bóc thùng. Thùng vỏ gỗ được bọc nỉ rất gọn gàng, sạch sẽ. Với kích thước của nó, các bác nhớ cho em là với súp Mỹ, nó có một cái ưu điểm mà các dòng súp khác không tài nào mà theo được. Đó chính là về cái kích thước của nó cực kỳ gọn gàng. Với bề ngang của nó chỉ có rơi vào 52 phân và chiều sâu của nó rơi vào tầm 60 phân. Chiều cao nó cũng rơi vào tầm khoảng 60 phân thôi các bạn. Đấy, rất gọn. Cho nên là kê đâu cũng đẹp và kê đâu cũng xinh. Đấy. Còn chất âm của nó Mỹ, súp Mỹ thì đánh tiếng nó bông tơi, nó rất là hay. Có độ nảy, độ rèn tiếng, làm cho cái tiếng nhạc nó mềm mại và nó cuốn hút hơn rất nhiều so với những dòng súp thông thường. Hai quả súp Mỹ đẹp, chuẩn chỉ. Nó gầm gừ thì thôi rồi các bạn. Đây, phía đằng sau này các bạn này. Nó mới kính con luôn các bạn. Vì máy của nó này. 118SP. Thơm phức mùi Mỹ. Con này là bản nội địa của Mỹ, chạy điện 120 các bác nhá. Bản nội địa Mỹ. Nguyên gốc của nó luôn á. Mới cứng cựa luôn. Cái điểm hay mà anh Phương đánh giá rất cao ở những dòng súp Mỹ là cái cốt của nó toàn bộ là cốt tự động. Đấy, cốt tự động. Chúng ta thấy rằng là không cần phải can thiệp vào cái việc cắt cốt, cái giải tần nào cho đẹp, giải tần nào cho tốt. Mà trên cái con súp này, mỗi một bản nhạc nó có một cái công lực về tiếng bát khác nhau và chiều sâu của bát khác nhau. Thì nó tự điều chỉnh cái cốt để nó lấy được cái giải tần tốt nhất mà chúng ta không cần phải can thiệp gì thêm. Chỉ có can thiệp mỗi cái nút to nhỏ này sao cho nó đồng điệu với này loa full là được. Hai đường tín hiệu đầu vào. Em vẫn khuyến cáo các bác là khi mà chơi súp điện chúng ta nên lấy hai đường tín hiệu. Thì khi đó cái tiếng súp nó sẽ hay hơn so với một đường. Nếu ở đây chúng ta thấy là thiết kế hai đường. Bởi vì là tiếng bát thì đôi khi là kênh A, kênh B nó ra hai cái tiếng khác nhau, tiếng bát khác nhau. Chúng ta có thể lấy hai đường tín hiệu. Còn cái đường này nếu lấy qua đường này thì nó phải rắc gọi là rắc stereo, rắc ba chấu ấy, thì mới dùng qua đường này. Còn không chúng ta tách rời qua đường này. Đấy. Thơm phức các bạn. Đây là nút to nhỏ. Còn nút này là nút để điều chỉnh giải tần HPF, cắt giải tần nếu nó thừa. Còn đây là đường súp in súp out. Vì máy còn nguyên bản 100% các bác nhé, cả hai quả đều xuất sắc luôn. Với giá đầu tư của những quả này nó rơi vào tầm 19 triệu một quả các bác. 19 triệu một quả súp bát 50. Đấy. Các bác, những bác nào chơi mà hay chất và chơi đúng chất âm Mỹ thì chúng ta chơi cho em quả súp này. Đấy. Hàng zin 100%. Còn khi các bác mà có điều kiện hơn một chút nữa, các bác có thể nâng lên cái đời thứ hai mà anh Phương muốn giới thiệu đây. Đó chính là dòng súp PRX tích hợp hệ thống
công suất nền công suất crown của cùng tập đoàn Hackman luôn các bạn. Đấy. Cái con này thì em chưa có thời gian vệ sinh đâu các bạn. Tất cả hàng này thì con này thì vệ sinh rồi, hai con này. Nhưng mà hai con này thì về nhưng mà chưa có thời gian vệ sinh lau chùi gì hết. Đấy, tích hợp đẩy crown công suất luôn các bạn. Vương miện của JBL. Với cái cấu hình của nó là thiết kế một bát 50. Một bát 50. Đấy. Củ từ bát của nó cũng đủ từ 19 côn 76 các bạn. Tay của nó là tay PRX, là tay bằng hợp mà đây là tay này là tay bằng cái nhựa cao cấp các bạn. Cho nên là nó chống han. Thùng vỏ gỗ sơn sần cát mạch crown. Đấy. Dòng này là dòng đời cao hẳn lên rồi các bạn. PRX 518S. Con này là bản này là bản chạy điện auto, nó chạy cả điện 120. Tức là từ 110 cho đến 230. Hiện tại thì em đang để theo cái cài đặt của nhà máy factory setup. Nó là 230V, chúng ta để nguyên này, chúng ta cắm thẳng điện luôn các bạn. Thế rồi con này nó chạy điện 110, các bác lưu ý cho em là 120 bản nội địa Mỹ nhá. Còn con này là auto luôn. Con này thì cũng cốt tự động hết các bác. Cốt tự động. Và chúng ta chỉ cần cho to nhỏ hai đường tín hiệu đầu vào. Đây hai đường tín hiệu đầu vào. Đánh súp thì quá chất luôn các bạn. Với những cái dòng súp này thì đánh không chê vào đâu được. Quan trọng là chúng ta có tiền để đầu tư nó hay không thôi. Đấy. Con điện thoại này của em đang bị đơ. Test tiếng súp. Ôi, hỏi anh gọi nè. Nửa công suất đã rầm rồi. Tiếng súp của Mỹ chúng ta có phải làm gì đâu các bác. Chỉ có cho to nhỏ thôi, còn đâu thì nó tự chỉnh hết. Đánh tiếng nó không lọt. Không lọt tiếng ra ngoài một tí này. Toàn bộ là tiếng súp hết. Đánh chắc tròn và đánh có lực. Với mức đầu tư của con súp này, con súp này các bác này, là con PRX 518 thì giá đầu tư của nó rơi vào tầm 23 triệu một con này các bác. 23 triệu. Với giá này thì chắc chắn rẻ hơn thị trường bán, rơi vào tầm khoảng 2 đến 5 triệu đồng. 2 đến 5 triệu đồng các bác nhé. 23 triệu cho quả súp này. Anh em nào đầu tư đến những dòng súp Mỹ đời cao này thì alo cho em với số máy 097 1998 555. Trong gia đình thì chỉ cần một quả này là đánh thoải mái rồi. Đấy. Súp Mỹ nó có một điều là rất là tròn tiếng và nó không bị tạp âm. Cho nên khi đánh nó lan tỏa và nó phóng rất là xa. Đứng xa chúng ta vẫn cảm nhận được cái tiếng lực của cái tiếng súp này. Đấy. Ok, một lần nữa thì thay mặt trung tâm điện tử Hạnh Phương xin cảm ơn các bác đã theo dõi video. Và giá thành thì em công khai luôn. Xin cảm ơn các bác rất nhiều.